Thì thường người ta bố trí cốt đai gì hơn? Ngoài ra thì ngay tại vị trí mọc cậu đây, người ta tăng cường cốt đai thêm. Như trong tiêu chuẩn 10304 thì người ta bố trí khoảng cách nẻ đai là 0,3L từ cái vị trí đầu mút cọc cho tới vị trí đặt móc cọc, nó là 0,3L. Trong đó L là chiều dài của cọc. Đối với cọc với hoạt đây thì chúng ta chú ý cọc vuông thì số thép trong cọc nó là bội số của bốn, tức là bố trí đều trên chu vi cọc. Do đó số thép trong cọc đây sẽ là 4, 8, 12, 16. Chú ý nó là bội số của 4. Phía đầu cọc thì nó thêm một số cái lưới thép đầu cọc đây, gia cường vào tránh cái lượng phá vỡ đầu cọc. Vì trong quá trình thi công đóng ép thì cái lực bên trên tác dụng cũng nhiều nha. Còn cái đoạn nối đây hai đầu người ta đối xứng. Đai cọc ở đây tỏ này 50 tới 100, có thể phân ra 150 và lần giữa thì nó sẽ A nó sẽ 200. Đó khoảng cách đai cọc đó. Đây một số về kéo ra đồng thép trong cọc. Cái hộp nối đầu cọc thì tùy, với thằng này đây thì chỉ có bốn bản mạ, bản mạ bao xung quanh thôi. Còn như thằng này đây thì cái bản mẻ bản mạ đây bao xung quanh và phía trên đầu cọc này đây cũng là có thôi. Ngoài ra có hàn thêm bốn cây thép gia cường. Đây một số hàng hộp nối đồ cọc ở đây.
Ở đây chúng ta xác định sức chịu tải của gọc theo vật liệu nha. Phi hệ số nhân dọc. Để xác định thằng này đây thì nó hơi phức tạp này. Trong trường học chúng ta đây thì ta cho trước phi. Còn nếu không cho gì thì có thể chọn phi bằng 1. Còn tính toán này đây thì rất phức tạp. Thông thường thì ở đây chúng ta lấy theo thằng này nha, AB tiết diện bê tông bằng tiết diện ngang của cọc luôn. Vì cái thằng AS á, tiết diện ngang của cọc hưởng nó bé, tiết diện ngang của thép nó bé không đáng kể so với tiết diện bê tông. Do đó người ta có thể lấy bằng tiết diện ngang của cọc luôn, bỏ qua yếu tố đó. Ở đây thì chúng ta tra theo thằng bê tông nặng nha. Và đây, phần dưới này ra tôi chụp hình. Nó lớn ra để ông gia trẻ nhìn nha. Thông thường thì chúng ta có thể dùng ở B20, 25 tới 30. Ba giá trị này đây. Và chú ý đây là đơn vị mega pascal nha. Đây là cường độ của cốt thép. Cốt thép chúng ta nó tính ra được chỗ nén. Đây cái phần mà xác định về cái hệ số phi này. Hệ số phi ở đây thì thực ra tính toán ở đây nó tạp. Cái lý thuyết tính toán ở đây thì chúng ta đang dựa vào cái
cái cấu thép, cái bê tông. Nhưng còn khi mà cọc nằm trong đất thì nó khác nha. Chiều dài L0 ở đây một số trường hợp hai thằng này đây này là trong quá trình thi công tôi đóng cọc này, tức là tôi đóng đoạn cọc hai đoạn cọc tới đây rồi, bắt đầu tôi nối cọc lên thì L0 trong trường hợp này đây mới là lớn nhất. L0 là tính từ mặt đất tính toán, mặt đất tính toán là sau khi tôi bỏ đi lớp đất yếu, như lớp yếu này đây tôi không tính này, còn đất này không yếu thì từ đỉnh cầu có hay không này cho tới mặt đất này, mặt đất này đây gọi là mặt đất tính toán, ở đây cũng là mặt đất tính toán, này đây là mặt đất tính toán. Mặt đất tính toán là mặt đất sau khi tôi bỏ đi lớp đất yếu. Đây trong quá trình đã thi công xong. Thi công xong rồi ở đây thì chúng ta chối chiều dài L0 là chiều dài từ đáy đài cho tới mặt đất tính toán. Chiều dài L0. Lớp vẽ cái hình này vào đi.
Cái này đây là lấy từ bê tông có thép này, ba cái sơ đồ, ba sơ đồ này đây thì nó phù hợp cho từng trường hợp. Sơ đồ A phù hợp trong quá trình thi công này, thế đầu này đây tương đương với trong trường hợp cọc nằm trong đất. Phía trên này đây khi tôi đang đóng xuống thì cái cọc này đây nó có thể được dịch chuyển theo phương ngang được, nhưng nó là không phù hợp đây gì, cọc nó có thể dịch chuyển xuống được, nhưng cái này đây là nó phù hợp nhất trong ba sơ đồ này nha. Thì sơ đồ A là phù hợp nhất cho trường hợp mà cọc đang đóng xuống. Sơ đồ B thì phù hợp cho trường hợp cọc chống, đa phần mũi cọc này. Mũi cọc ra thì cọc nó chống, cọc chống xuống nền đá đất cứng như thế, chuyển dịch thẳng đứng không có thì nó có thể xoay được. Đầu cọc ra thì ngàm vào đài rồi. Còn sơ đồ C thì phù hợp vào sơ đồ cọc ma sát. Trong thực tế cái cọc chúng ta hay gặp đó là cọc ma sát nha. Nói về phần xác định phi này đây thì ta lướt qua thôi. Trong đề bài thì tớ lại cho họ chọn. Ủa, cái bài này đây tôi là quên mất, chưa ẩn đi để cho lớp xem rồi. Nó hiện có hai slide thôi à thầy. Đây cái ví dụ này tôi đưa rồi, ở đây thì chú ý thằng phi nha, phi thì tôi không có cho làm nữa nha. Phi ở đây nếu không cho gì cả thì chúng ta chọn phi vào một đi, và tính toán phi này nó phức tạp lắm. Cái này đây thì lớp chính quy theo yêu cầu tính thôi. Thank you.
Ở đây nó thay mấy giá trị này này vào bên trên này đây, tính như chúng tôi cái R P vật liệu bằng bao nhiêu, phi lấy bằng 1, bằng 2975,46 thầy.
Hôm nay có anh nào hỏi gì hỏi lại giùm tôi nha. Cái đơn vị á thầy, cái đơn vị là cái gì á thầy? Đơn vị ạ. Đây xem. Ở đây là lấy kilopascal thì đơn vị cuối cùng nó sẽ là kilonewton. Một kilopascal bằng một kilonewton trên mét vuông. Mét vuông thằng này khử mét vuông rồi thì còn lại là kilonewton. Thank you.
hệ số ban giảng lớp đừng quan tâm nha. Phê đây, lớp thay ra thằng này đang 1 này. Ở đây về cách thiết kế nha. Ví dụ bây giờ yêu có một cái pay yêu cầu đây, yêu cầu tìm hay thiết kế cái cọc có sức chịu tải nhỏ lớn hơn hoặc bằng pay yêu cầu. Cách 1 đây thì tôi chọn kích thước cọc trước. Kích thước cọc đây chú ý nó phải là bội số của 50 nha. 50mm á. Cọc thông thường đây 200, 250, 300, 350 vân vân. Mắc bê tông thường B 20, B25. Có thép thì CB 300V hoặc CB 400V. Sau đó chúng ta chọn số cây thép, đường kính và số cây thép. Số cây thép đây phải là bội số của 4. Ở đây tôi đang xét là cọc vuông nha. Cái này đây là giả sử yêu cầu bằng 2000 nha. Giả sử bên trên này đây bằng 2000. Như vậy bây giờ ta chọn, rồi sau khi tính toán ra nó lớn hơn 2000 đây là thỏa mãn. Còn nếu như không thỏa mãn thì lúc này đây tôi thay đổi ngược lại. Giả sử bây giờ lớp tìm với tôi cái thiết kế cọc cho tôi pay yêu cầu 2000 kia tên xem. Thank you.
Bây giờ lớp giờ tính toán thế cái cọc như nào đó để đảm bảo P vật liệu nó là 2000 kN. Giả sử bây giờ lớp chọn cho tôi kích thước cọc 200 200. Vì ở đây tôi không biết gì cả nha. Cứ chọn đại đi, 200 200. Mát bê tông ở đây B20. Rồi tôi chọn đến 4 cây phi 16 chẳng hạn. Bằng bao nhiêu? 200 200 này, B20 này, 4 cây phi 16. Thì chúng ta tìm ra xem P vật liệu là phi hệ số nhọc phi đây lấy bằng 1. Thầy nói 4 cây thép như em quên rồi thầy. Phi 16 thôi. Ở đây chú ý, cái kích thước tôi nêu đó chắc chắn là không đạt rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn làm cái gì? Trong tình hợp tôi chưa biết gì cả, tôi chọn đại. Và lúc này đây nếu chắc có tính toán thế xem P vật liệu bằng bao nhiêu. Nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì bây giờ nó tăng lên được không? Tăng lên cái gì? Cọc 200 cho nhỏ quá, bây giờ tăng lên cọc 250 chẳng hạn. Cọc 200 thì chúng ta có thể bố trí 4 cây, 8 cây, hoặc tối đa 8 cây. Thank you.
Nếu như kích thước cọc cứ cho 200 200, mắt B25 B20 4 cây phi 16 tính ra P và lệ bao nhiêu? Hệ số dầu cho phi bằng 1. 200 200 thì nó bé hơn 2000 thầy. Bằng bao nhiêu anh? Dạ nó ra đâu 600 mấy gì đó thầy. 600 mấy như vậy đây là quá nhỏ như vậy. Bây giờ đây này. Bài toán thiết kế tức là tôi phải lặp đi lặp lại, tôi thay thử dần. 600 mấy ở đây nó quá bé thì bây giờ đây. Chúng ta tăng luôn lên 300 300 8 cây phi 16 chẳng hạn.
Kích thước cọc 300 8 cây phi 16 thì ra bao nhiêu lớp? Ở chú ý ở đây nha. Bài toán thiết kế là bài toán thử dần. Nó ra 1.000 hơn 1.400 thầy, 400 8 cây phi 16 thì mới đủ à. Ngàn tư thì cũng chưa đủ. 408 cây phi 16 nữa. Giả sử bây giờ khi chọn kích thước cọc ở đây chú ý này, không nên chọn kích thước cọc quá lớn. 400 là thuộc diện lớn. Trong trường hợp này ra thì có thể chọn phi 350 8 cây phi 22 chẳng hạn, 20 chẳng hạn, 20 hoặc 22 gì đó chẳng hạn. Nên hạn chế chọn cọc 400 nha. Ở đây mới là sức chịu tải của cọc theo vật liệu thôi, còn có đất nền nữa.
Cọc 350, 35 á. 8 cây phi 20 thì là bao nhiêu?
thỏ thầy ra thầy không thì tâm bị cọc 300 thì có là 8 cây nữa. Nếu vậy là chúng ta nên chọn cọc 350 thay vì cọc 400 nha. Như vậy đối với bài toán thiết kế cọc đó nha, sơ cửa theo vật liệu ấy, là chúng ta chỉ có cách làm thử dần vậy thôi nha. Ở đây có cách thứ hai. Thứ hai ở đây thì nói trong gỗ làm thử hết á. Tôi chọn kích thước cọc, chọn mắc bê tông, chọn cốt thép. Sau đó tôi tìm ra được cái AE tối thiểu từ cái điều kiện này đây này. Tính toán này đây thì nó phức tạp. Như vậy nói chung bài toán này đây à, khi mà tính toán thiết kế này thì chúng ta có thể làm, tôi chỉ cách làm nhanh nhất đó là chúng ta chọn, chọn rồi tôi bấm máy tính ra, thay từng số vào. Ví dụ tôi chọn 4 cây phi 16 thì như nào, đoạn tăng lên 4 cây phi 18, 4 cây phi 20 chẳng hạn, ok không? Nếu không thôi cây sẽ thay đổi kích thước lên. Ở đây là bài toán lặp đi lặp lại. Và để tránh lãng phí này này thì chỉ cho vượt quá 30% P yêu cầu mà thôi. Ví dụ P yêu cầu đây 2.000 tấn, chúng ta tính ra P vật liệu yêu cầu lên 4.000 tấn, thỏa mãn điều kiện lớn hơn P yêu cầu nhưng mà lớn gấp đôi thì nó hơi lãng phí. Như vậy mục đích ở đây là khống chế tránh cái lãng phí mà thôi nha. Cột 200 thì tối đa chỉ là 4 cây, 8 cây ít lắm, 8 cây nó hơi dày. Đây cái phần này là tham khảo nha, tham khảo trong quá trình ra thử mà thôi. Rồi, lớp nhắn tin này nghỉ sớm. Lớp nhớ việc thực ra mà vì cái tình hình dịch bệnh này đây học căng thẳng quá thôi, không muốn. Thank you.